Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Lê Lâm Quỳnh Như sinh ngày 9 tháng 9 năm 1970, thường được biết đến với nghệ danh Như Quỳnh, là một nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt thành công với dòng nhạc trữ tình. Năm 1993, cô sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO. Một năm sau, Trung tâm Asia ký hợp đồng với cô. Đến năm 1996, cô chuyển sang cộng tác cho Trung tâm Thúy Nga. Năm 2007, Như Quỳnh trở lại cộng tác với Trung tâm Asia. Năm 2009, cô trở về Trung tâm Thúy Nga và cộng tác cho đến nay. Ca sĩ Như Quỳnh sinh ra trong gia đình nghèo khó ở Đông Hà, Quảng Trị. Cô là con đầu nên từ nhỏ đã phải làm rất nhiều việc để phụ giúp. Cán đáng cho gia đình. Sau nhiều biến cố, cô cùng gia đình chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Tại đây, cô có cơ hội được tham gia vào nhà thiếu nhi thành phố, học trong trung học. Vì điều kiện gia đình khủng hoảng tiêu dùng không có nên cô không thể học lên, vì vậy mà cô đã về công tác tại nhà hát thiếu nhi dạy múa và hát cho các em nhỏ. Năm 1991, Như Quỳnh tham gia cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và thành công, giành được giải nhất với số điểm tuyệt đối. Từ đây, cô chính thức đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Sau khi giành giải nhất tiếng hát truyền hình thành phố, Như Quỳnh đã thu âm và phát hành băng đĩa nhạc một số ca khúc tại Trung tâm Băng nhạc Việt Nam. Những tưởng sự nghiệp ca hát của cô sẽ phát triển mạnh mẽ thì vào năm 1993, cô phải cùng gia đình sang Mỹ định cư theo diện HO, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả lúc bấy giờ. Năm 1994, Như Quỳnh đổi nghệ danh, trước đó cô lấy tên là Quỳnh Như và thực hiện thử giọng tại Trung tâm Asia. Nhờ vào nét mặt xinh đẹp cùng giọng ca thiên phú, cô đã ký được hợp đồng tại đây. Cô ra mắt khán giả hải ngoại lần đầu tiên với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông. Ngay lập tức ca khúc này đã gây được ấn tượng mạnh. Hoạt động tại đây 2 năm, đến năm 1996, cô chuyển sang Trung tâm Thúy Nga. Những nhạc phẩm của cô liên tục được phát hành và bán chạy nhất lúc bấy giờ. Ca khúc Song Ca, Nhớ Người Yêu đã giúp cô và Trường Vũ trở thành cặp đôi được yêu thích nhất hải ngoại, bắt đầu thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của cô. Sau đó, cô biểu diễn cho cả hai trung tâm từ 2007 đến 2009. Trong tuyển tập album Paris By Night 99, Như Quỳnh đã thể hiện thành công ca khúc Duyên Phận và Vùng Lá Mây Bay, hai bài hát có sức ảnh hưởng lớn cho đến hiện tại. Đến năm 2018, cô trở về Việt Nam và được Bộ cấp phép hoạt động. Như Quỳnh đảm nhận ghế giám khảo tại chương trình Thần Tượng Bolero cùng với hai nghệ sĩ khác là Quang Lê và Ngọc Sơn. Dù có sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp, nhưng nữ ca sĩ Như Quỳnh lại có cuộc sống hôn nhân, đời tư vô cùng lận đận. Khi mà tất cả những người đồng trang lứa với cô đều đã yên bề gia thất thì Như Quỳnh vẫn lẻ bóng một mình. Cho đến một ngày, cô gây bất ngờ cho khán giả khi thông báo mang thai. Bố đứa bé là một kỹ sư tên Nguyễn Thắng. Ông làm việc trong cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Khi quen Như Quỳnh, ông không biết cô là một ca sĩ nổi tiếng. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ rất hạnh phúc khi sinh bé Melody Đông Nghi 2007. Nhưng sau đó họ chia tay vào năm 2015. Như Quỳnh vẫn chưa có cơ hội được khoác lên mình chiếc váy cưới mà cô hằng mong đợi thì gia đình đã đột ngột tan vỡ. Hiện tại, nữ ca sĩ chỉ tập trung vào công việc và nuôi con. Mới đây nhất, cô chia sẻ bản thân đang yêu và đang được yêu thật sự. Được biết, cô đang quen một người bạn trai là giáo sư toán, cả hai thường xuyên nấu ăn, đi dạo hay đi du lịch cùng nhau. Mới đây, em trai tường quê của ca sĩ Như Quỳnh đột ngột qua đời vì đột quỵ tại Mỹ đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Với giọng hát tài năng đặc biệt và nhan sắc trời phú của mình, Như Quỳnh được mệnh danh là Hoa hậu Bolero hay là hiện tượng nửa thế kỷ mới xuất hiện một lần. Tài năng nổi tiếng và đến đỉnh cao danh vọng, được triệu người ngưỡng mộ, nhưng Như Quỳnh lại có đường đầy cay đắng. Khiến ai cũng phải xót xa. Ca sĩ Tường Khuê, em trai cô kể lại, hồi còn nhỏ chị Như Quỳnh bị phong thấp cùng nhiều bệnh khác, tôi là người hay chăm lo cho chị. Tuy ốm yếu nhưng không khi nào chị tôi ngừng nghĩ về gia đình. Sức khỏe yếu chính là một phần nguyên nhân ảnh hưởng tới giọng hát của Như Quỳnh sau này. Nhiều người thường thắc mắc về phong độ ca hát của Như Quỳnh khi trình diễn trên sân khấu, chê cô hát lai yếu, thiếu ổn định. Nhưng ít ai hiểu rằng Như Quỳnh đã và đang phải chịu nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi Như Quỳnh được 1 tuổi, cả gia đình cô chuyển vào Sài Gòn theo cha. Kể từ đó, Như Quỳnh lớn lên và sinh sống tại Sài Gòn. Tại Sài Gòn, Như Quỳnh trải qua một thời thơ ấu khó khăn khi gia đình lâm vào cảnh tùng quẫn, phải bán đồ đạc trong nhà đi để cầm cự qua ngày. Vì lẽ đó, cô không được học nhạc đầy đủ. Nhạc sĩ Phương Nguyên, người bạn thân thiết thời thơ ấu, từng kể lại về sự nghèo khó của gia đình Như Quỳnh.
Tôi vẫn nhớ như in nhà Như Quỳnh ngày đó ở trong kho đạn, bước vào còn không lát gạch nền, thậm chí còn không láng xi măng, chỉ có nền đất. Tài sản duy nhất trong nhà Như Quỳnh là một cây đu đủ mọc dại lên. Như Quỳnh chỉ có duy nhất một chiếc áo trắng đầu phục đi học và một chiếc váy xếp ly màu xanh để mặc. Như Quỳnh đi đâu cũng chỉ mặc duy nhất chiếc váy đó, từ đi học tới đi chơi, đi hát. Tôi còn không biết đó, lúc đó Như Quỳnh giặt đồ kiểu gì để có chiếc váy mặc liên tục như thế. Chính vì nhà nghèo nên Như Quỳnh ít bạn bè, Phương Nguyên nói, trẻ con hồi đó hay có kiểu kỳ thị nhà nghèo, đứa nào nhà nghèo thì không ai chơi. Tôi thì không giàu hơn Như Quỳnh mấy, nhưng cũng gọi là khá hơn một chút. Chỉ có tôi chơi với Như Quỳnh, chúng tôi chơi với nhau từ năm 8 tuổi. Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc vẫn cháy âm mỉ trong tâm hồn cô bé Như Quỳnh. Không có điều kiện đến trường lớp, cô tự học hát trong sự khốn khó, theo cảm nhận của riêng mình, qua những ca khúc nghe được. Cô kể, tuổi thơ cứ dần qua với những đêm hè oi ả, mấy chị em tôi nằm sát vào nhau trên tấm chiếc chiếu rách cũ đã được đắp vá nhiều chỗ, ngửa mặt nhìn các vì sao chi chít qua kẽ mấy líp lá dừa thưa được lợp qua quýt thay cho những tấm tôm đã gỡ bán đi. Và tôi thường thiếp dần để mơ một giấc mơ, thấy mình bay lên cung quảng của chị Hằng, có những nàng tiên Nga đang múa khúc nghe thường. Rồi, cũng có bao nhiêu đêm mưa, cơn mưa không báo trước đến rồi đi, để lại trong nhà tôi một dòng sông nhỏ, không còn chỗ để nằm, mấy mẹ con nép vào nhau ngồi sát vào một góc, nhà tương đối cao không ướt nước, cố nhắm mắt tựa vào vai nhau chờ sáng. Năm 1993, Như Quỳnh rời Việt Nam sang Mỹ định cư cùng cha mẹ và hai em. Ban đầu, cả gia đình cô cư ngụ tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Thời gian đầu sang Mỹ, Như Quỳnh không được đi hát mà phải làm rất nhiều nghề vất vả để kiếm sống lo cho gia đình. Cả gia đình Như Quỳnh ở Mỹ được một thời gian thì bố mẹ ly hôn, bố cô chuyển ra sống riêng, còn cô chuyển đến thành phố Hattiesburg ở Nam California sống cùng mẹ cùng em trai từ khuê. Trong một căn nhà do chính cô bỏ tiền mua, Như Quỳnh thường xuyên phải đi lại giữa hai nơi để chăm sóc cho cả bố và mẹ. Như vậy có thể thấy Như Quỳnh không chỉ đoan trang, khép nét trên sân khấu mà còn hiền thục, ngoan ngoãn ở chính trong đời sống cá nhân. Cô là người con gái nhất mực yêu thương và dành hết lòng cho gia đình. Danh hài Chí Tài nói, cá nhân tôi thấy Như Quỳnh là người xinh đẹp, hát hay, tính tình lại rất tốt. Tôi chơi thân với Như Quỳnh nên biết toàn bộ tiền kiếm được, Như Quỳnh đều lo cho ba, mẹ và em. Bản thân Như Quỳnh sống rất đơn giản, với mức thu nhập của Như Quỳnh, cô ấy có thể dùng đồ hiệu đi xe sang ở nhà lầu, nhưng cô ấy lại sống rất giản dị bình thường. Đó là điều tôi rất nể ở Như Quỳnh, cô ấy là người phụ nữ rất tốt trong showbiz này. Sau một thời gian hoạt động tại hải ngoại, Như Quỳnh dần nổi tiếng, được lăng xê lên hàng ngôi sao xuất chúng, tâm điểm của mọi sân khấu, cháy vé khắp các show. Nhưng cũng chính sự nổi tiếng đã vắt kiệt và bào mòn sức khỏe vốn đã ốm yếu của Như Quỳnh. Cô phải chạy show khắp các nước, thời gian trên máy bay còn nhiều hơn ở nhà, vừa đáp xuống sân bay đã phải tập luyện để lao vào show. Suốt 10 năm qua, Như Quỳnh chưa một ngày ngơi nghỉ, liên tục nhận show trình diễn khắp thế giới. Đến cả album cá nhân ấp ủ suốt bao năm cũng không có thời gian làm nổi. Điểm đặc biệt là Như Quỳnh không có ekip như nhiều ca sĩ khác. Cô chỉ có một trợ lý duy nhất, nhưng nhiều lúc vẫn đi diễn một mình. Chính vì vậy, Như Quỳnh gần như phải làm hết toàn bộ công việc bề bộn của một ca sĩ. Đến cả make up, Như Quỳnh đôi khi cũng phải tự làm cho mình một cách vội vàng trên ô tô. Đó là lý do vì sao cô hay bị chê là trang điểm xấu, thảm họa trang điểm. Chưa dừng lại ở đó, việc Như Quỳnh tăng cân xuống sắc cũng trở thành mục tiêu tấn công của dư luận. Ít ai biết rằng thể trạng của Như Quỳnh vốn dễ tăng cân nên cô rất áp lực trong chuyện giảm cân. Được biết, trước mỗi buổi ghi hình show nổi tiếng ở hải ngoại, Như Quỳnh thường phải nhịn ăn cả tuần để giữ dáng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giọng hát. Như Quỳnh không dùng mạng xã hội, hạn chế giao lưu với truyền thông để bảo vệ đời tư của mình. Nhưng cũng chính vì thế, cô phải âm thầm chịu đựng những áp lực cuộc sống diễn ra suốt nhiều năm qua mà không nói được với ai. Tất cả những áp lực trên khiến Như Quỳnh ngày càng stress, mất ngủ, phải uống nhiều thuốc, dẫn đến chứng tụ canxi và sức khỏe đi xuống. Trấn Thành từng hé lộ, có một số lần chị Như Quỳnh hát live mà có vấn đề là do gần đây chị ấy bị chứng mất ngủ. Như Quỳnh phải uống thuốc ngủ quá nhiều, nên lâu lâu bị stress, tụt canxi dẫn đến động kinh, giọng hát có vấn đề. Tội nghiệp chị Như Quỳnh lắm. Chị ấy phải nghỉ ngơi đầy đủ mới hát tốt được. Tôi nhiều lần đã qua gặp Như Quỳnh bên Mỹ, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau, chị ấy hát live âm thanh hay kinh khủng. Bởi vậy, ai nói Như Quỳnh hát không còn hay nữa thì dẹp cái tư tưởng đó đi. Chẳng qua lúc đang điều trị bệnh hay phải bay đi bay lại thì giọng có vấn đề thôi. Ai mà dính mất ngủ đi thì mới biết thương người ta. Yêu và sống hết lòng vì gia đình như vậy, nhưng những người thân lại lần lượt rời bỏ Như Quỳnh mà đi. Cách đây hơn một năm, chỉ trong một tháng, Như Quỳnh đã mất đi ba người thân thiết, đó là bố ruột, nhạc sĩ Lam Phương và danh hài Chí Tài.
Mới đây nhất, ca sĩ Tường Khuê, người em trai luôn lo lắng chăm sóc Như Quỳnh cũng đột ngột qua đời, để lại mối nỗi tiếc thương vô hạn cho chị gái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.